Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Xe Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở hẻm 257 đường Lê Đình Cẩn, khu phố 5, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình nằm ở hẻm 4,5 m các cô chú anh chị bạn. Nhà mình có hướng chính là hướng đông, ô hướng bắc là sang hướng tây một ít ha. Căn nhà mình đây, nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu luôn. Nhà có giấy chủ quyền hồng và hoàn công rồi ha. Ha, nhà một trệt một lửng một lầu nha, căn nhà này nè cô chú anh chị bạn. Đây cô chú anh chị bạn ha, nhà này ha, sino ở trên là sino đúc luôn nha. Đó. Ngay chỗ cây phát tài đó cô chú anh chị bạn, qua bên hết bên kia, nhà có hai lớp cửa ngoài là sắt kéo, bên trong là sắt với kính cường lực ha. Nhà một trệt một lửng một lầu ha, ở trên có cái ban công nè. Hẻm trước nhà là hẻm 4,5 m ha cô chú anh chị. Nhà mình hướng bắc là sang hướng tây một ít nha, hẻm trước nhà là 4,5 m ha. $2.530 triệu giá này còn thương lượng nha cô chú anh chị bạn. $2.530 triệu giá này còn thương lượng nha cô chú anh chị bạn. Hả? À, nhà đây ha. Ở phía sau nhà là cũng vài đất trống của bãi xe ha. Nhà mình là nằm trong hiện hữu, không có bị quy hoạch giải tỏa gì hết nha. 257/15/40 đường Lê Đình Cẩn, khu phố 5, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha, gần chợ Lê Đình Cẩn á. Đây hẻm phía trước nhà mình nè, hẻm dài ngoài nè ha. Hẻm khu dân cư hiện hữu nha. Hẻm rộng rãi lắm á cô chú anh chị. Nhà mình đang cao hơn mặt hẻm là khoảng 6 tấc nha. Ngang 3 m, dài 9 m và nhà có hoàn công ha. 2.530 triệu nha. À đây có cho cô bán bún riêu để nhờ ha. À, phía sau gian bếp của nhà mình đây có cái lửng ở giữa nha, lửng nằm ngay ở giữa luôn. Ở nhà vệ sinh thì nằm ở dưới cái lửng, dưới cầu thang. 2.530 triệu ha. Nhà có chủ quyền hồng luôn nha. Ở sau lưng là bãi đất trống ha, có bãi xe rồi cô chú chị bạn. Ở đây nhà mình nằm hiện hữu, không bị lộ giới hẻm giới nha. Ở đây là miếng đất trống thôi nha. Chỗ này là chủ nhà làm sẵn cho mình chỗ để lại để máy giặt nè. Cho người để bún bán đồ chai để nhờ ha. Có cái lửng, nhà có lửng nên rất là thoáng, rất là sáng luôn ha. Cầu thang đây, đi lên lầu nha. Đây là cái lửng của nhà mình nè. Về mình thích thì mình làm ra luôn luôn ha, hình thành cái lầu. Đây là chỉ là cái lửng thôi. Rồi lên lầu nha cô chú anh chị. À, xem cái lửng trước đi. Cái lửng nhà mình đây ha. Ngang 3 và dài là 9 mét nha, xây đủ luôn. 2.530 triệu ha. Cầu thang làm bằng đá hoa cương nha. Trên đây có 3 phòng, 2 phòng ngủ với 1 nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở giữa nè. Đó, nhà vệ sinh ở giữa đây ha. Còn phòng phía sau nè. Phòng phía sau thì có cửa sổ ha. Nhà vệ sinh ở giữa, cầu thang đi lên nè. Ở phía trước có một cái phòng, có ban công, phòng cũng rộng nha. Có ban công ra ngoài nè. 2.530 triệu giá còn thương lượng nha cô chú anh chị. Hẻm trước nhà mình đây, cái mái trước nhà là mái ngói nè. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì liên lạc với kênh Nhà Đất Xài Thành ha. Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú anh chị bạn đi xem nhà nha. Nhà nằm gần chợ Lê Đình Cẩn ha.
Căn này chủ đang kêu giá là 2 tỷ 530 triệu, giá vẫn còn thương lượng nha, nhà 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, một trệt một lửng với một lầu, với chủ quyền hồng có hoàng gông đầy đủ ha. Hẻm 257 đường Lê Đình Cẩn nha. Lát cuối clip á, Vũ Hồng có quay đường đi từ trong này ra ngoài cho cô chú chị bạn xem ha. Rồi, ngang 3 và dài là 9m, một trệt, một lửng, một lầu ha. 257/15/40 đường Lê Đình Cẩn, khu phố 5, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ha. À, xe tải nhỏ vô ok nè, xe tải kìa. Rồi bây giờ Vũ Hồng sẽ review từ đây ra ngoài đường cho cô chú chị bạn xem luôn ha.